Bài thuốc của tôi ấy thì nó có 4 ưu điểm lớn nhất mà hiện tại giờ y học thế giới, một trong 4 điều này là chưa có. Một là thuốc chỉ uống một lần. Hai là thuốc này mất đi lệ thuộc chỉ trong vòng có mấy ngày. Ba là cai được cho người có thai và sắp sanh. Bốn là không có độc tố. Vì không có độc tố thì mới cai được cho người có bầu. Cho nên điều đó là điều 4 điều này thì là trong cái vấn đề cai nghiện, thuốc cai nghiện thì y học thế giới hiện tại giờ trong 4 điều này chưa có. Ở Tây Bình Ngọc thì nó là khác với những trung tâm khác. Ở đây thì có những tình thương của người chủ dành cho khách hoặc là của một người nhân viên dành cho người bệnh. Tôi về nhà tôi đối diện với bạn bè chơi thì tôi cảm thấy bình thường. Tôi không thèm nhớ, bản thân tôi không muốn chơi nữa. Và từ đó tôi xin bác tôi ở vào Nam để đi làm. Hiện tại thì tôi ở đây tôi làm nhân viên cho anh Ngọc. Đó là cũng là 5 năm, 6 năm. Trước tiên tôi cũng bản thân là người nghiện, đi cai rất là nhiều nơi rồi. Thì nếu mà quan niệm là bệnh thì có bệnh ở vái tứ phương, rất là nhiều nơi đã từng qua rồi. Thì thấy cái môi trường đây, thứ nhất là cái môi trường cai rất là tốt, sạch sẽ, gọn gàng. À, đời sống chăm sóc bệnh nhân thì cũng tốt hơn mọi chỗ khác. Còn cái hai là môi trường trong này trong sạch, không có ma túy. Cái thứ ba là cái phương thuốc ở đây rất là tốt, tôi chỉ cắt cơn trong vòng 3 ngày thôi. À, những tiếp theo thì tôi không còn cảm thấy nó bị thèm nhớ ma túy nữa. Tôi thì đến bây giờ thì tôi đã ở đây được mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi đã làm nhân viên ở cơ sở rồi. Thì tôi bản thân xuất phát là mình cũng là người nghiện mà. Thì mình muốn giúp những người khác cảnh ngộ như mình ấy, bỏ được ma túy. Thì mình sẽ tiếp tục gắn bó ở đây và giúp đỡ được, cố gắng giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Xã hội hóa nó có tính chất tự động, nó không được động viên, nó không được hỗ trợ, nó không được khuyến khích, nhưng mà nó tự lập ra. Vì cái số người nghiện chúng ta cũng nhiều đấy, thành ra người ta có nhu cầu. Cái thứ hai là cũng là một cái vấn đề hấp dẫn. Cái nghiện thì không phải là khó lắm đâu. Dứt cơn nghiện thì không phải là khó, nhưng mà không tái nghiện lại mới là vấn đề. Cái nghiện ở chỗ anh học là rất hay. Và cái gọi là, ta gọi nói chữ một chút gọi là participatory, tức là tất cả cùng tham gia thế này, chứ không có phân biệt thế này đúng không? Phân biệt là tôi là thầy thuốc, không phải chữa cho anh, thì anh là bệnh nhân, tôi là thầy thuốc. Rồi thì là mọi người cùng tham gia. Nhà nước phải biết tìm ra những chỗ nào có hiệu quả để mà hỗ trợ họ, giúp đỡ họ, tạo điều kiện cho họ, thẩm tra họ và khuyến khích họ, và cần thì đầu tư cho họ để cho phát triển nhanh. Vì cái đó là một nhu cầu thực sự của nước nhà. Em thì đã đi cai rất nhiều nơi rồi. Từ Bắc vào Nam em đã đi cai hết các trung tâm rồi. Nhưng mà đây là, gần như là em nghĩ là cai lần cuối cùng. Chứ còn trong cuộc đời em thì chắc em nghĩ chả bao giờ em bỏ được ma túy. Tại vì cai quá nhiều rồi. Cai lên cai xuống rồi. Mà đến bây giờ thì đến đây thấy cơ sở ở đây nó rất là thoáng mát, rộng rãi, mà anh em sống với nhau rất là tình cảm. Thì những cái ngày đó, thứ nhất cả ngày thứ hai thì trong người của chúng em là vật vã, mệt mỏi lắm. Lúc ấy chỉ muốn là làm sao để mà đi ra khỏi cái trung tâm này để mà đi tìm lấy ma túy thôi, chứ không nghĩ là bỏ được. Thì những lúc đấy là những anh em mà chăm sóc ở đây, nhân viên ở đây là tận tình phục vụ, giặt rũ quần áo cho này, động viên đi tắm các kiểu để cho người nó nhẹ nhàng, nó sảng khoái đi. Xong rồi nếu mà cơm không ăn được thì các anh đi mua cháo hoặc nấu cháo cho để ăn. Xong rồi đêm hôm các anh cũng nói chung là thay nhau mà thức để chăm sóc anh em trong trung tâm, những người mà mới đến để chữa bệnh ấy. Thì em thấy là ở đây là sống rất có tình người và giúp đỡ chúng em về mọi mặt. Những cái ngày đầu ấy, xong mỗi ngày thì tắm nhiều lên thì là nó thay đổi từng ngày. Đến ngày thứ tư, thứ năm là người nó khỏe khoắn đàng hoàng rồi. Thì là những lúc đấy thì trong đầu nó vẫn thỉnh thoảng nó vẫn có cái ý nghĩ tìm ma túy, nhưng mà thì anh em lại cứ động viên nhau nói chuyện thì nó cũng vơi dần đi. Đến sang ngày thứ bảy là đầu không còn nghĩ đến ma túy nữa. Thực tế thì là nó phải hiệu, thực tế là những người đã ở lại đây làm ấy thì là người ta đã trải qua quá trình cai nghiện một thời gian nhất định rồi thì người ta mới làm được.
và người ta phải hiểu tâm lý của người nghiện, người ta mới làm được. Và cái cách phục vụ của người ta thì khác hoàn toàn với các trung tâm và các cơ sở khác. Nên ra những cái cơ sở của anh Ngọc này là phục vụ bệnh nhân là tốt nhất. Nói chung cái tình cảm giữa các anh em cai nghiện thì nó như một gia đình, không có gì cả. Không tạo một cái áp lực hoặc tạo một cái bức xúc cho người nghiện. Bản thân người nghiện rất thoải mái. Riêng thần kinh tình nghiện là nghiện thì nó lại không phải như thế. Cho nên là khi mà tôi thành lập ra chỗ này á, thì sau một thời gian xem xét và mình tìm hiểu thêm ấy, thì tôi thấy cái việc này phù hợp nhất là cái nhân viên đây ấy, là những người nghiện cai rồi. Một là mình phải tạo công việc làm cho họ để giảm gánh nặng cho xã hội cũng như gia đình họ. Hai nữa là họ phù hợp nhất là vấn đề là khi họ đã từng trải qua cái quá trình cai rồi thì họ biết được rằng là cái con người này sẽ ở giai đoạn nào và muốn gì, họ sẽ động viên ra sao và nói chuyện ra sao. Vì cái cách người nói chuyện với cái người nghiện ấy nó không phải như là những người bình thường. Cho nên là cái hòa nhập của cái người nghiện với cả cái người không nghiện ấy thì nó sẽ khó hòa nhập và khó nói chuyện. Nên họ có cảm giác nó không hòa nhập. Cho nên điều đó là cái người nghiện với người nghiện nó cùng nhau cảnh nhộn nhau, nó nói chuyện người ta cảm thấy nó thoải mái hơn về đầu óc cũng như là tư tưởng, thì nó sẽ giải quyết nhanh vấn đề của cái vấn đề của hạn kinh để cho người ta nhanh cắt được cơn cũng như là khỏe mạnh nhanh hơn. Với hai nữa rằng khi mà mình mà tạo điều kiện được cho những cái người nhân viên làm việc là người nghiện ấy, thì cái điều đó đã là cái tấm gương hay cũng như cho những cái người đến sau người ta nhìn thấy là những người này đã từ bỏ ma túy, thì điều đó sẽ là tích cực hơn.